Hôm nay thì mình giới thiệu đến quý vị các bạn một cái kèo đào cái coin BWB ở trên sàn Bitget. Coin sàn này thì coin của các cái ví này thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là có thể chén được, ăn được khá là nhiều. Thì các bạn sẽ kích vào cái đường link, đây cái đường link mình để phía dưới một mô tả clip nhé. Thì nó sẽ ra cái màn hình của cái ví như thế này. Đây là trên web nhé. Các bạn sẽ tải cái app nó về, các bạn ấn vào Open in app này. Đó, thì đây, đó là cái app ở trên Google Play. Các bạn ấn vào cài đặt, download nó về 68MB đây nhá. Các bạn chờ nó cài đặt ở trên điện thoại của các bạn. Nó sẽ có một số những cái thông báo giới thiệu về cái ví này. Các bạn ấn OK để pass qua những bước này đi. Đến đây thì các bạn ấn vào mục tạo ví này, tạo ví. Rồi, ở đây các bạn phải nhớ tích vào cái mục đăng ký với các cái điều khoản dịch vụ của nó. Tích vào đây và ấn tạo ví. Sau đó các bạn chọn cái cụm tạo ví với cái cụm từ ghi nhớ. Đây sẽ có 12 từ, các bạn tích vào đây nhá. Sau đó các bạn sẽ đặt một cái mã pin để các bạn vào cái ví này. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì gì đấy. Tùy vào các bạn đặt làm sao các bạn phải nhớ được nhá. Không nhớ được đến lúc không vào được thì bảo tại sao. Rồi các bạn xác nhận lại cái mật khẩu các bạn vừa mới tạo ở phía trước. Đây, nó đang chạy để tạo cái ví mới cho các bạn đây. Đó, khi mà tạo được ví thành công thì nó sẽ báo là tạo ví thành công rồi thì các bạn ấn OK ở đây. Đến đây thì các bạn đã nhìn được đến cái giao diện của ví, các bạn đã có thể nhìn thấy được cái phần mà nó đang thông báo airdrop cái đồng BWB này, rất là hấp dẫn các bạn nhé. Nó chỉ thực hiện ở trong ít ngày thôi, ở trong khoảng 35 ngày. Ở đây cái phần này nó bị ẩn mất rồi, 35 ngày các bạn tranh thủ làm. Thì trước khi mà các bạn vào làm airdrop con này thì các bạn ấn vào mục ví này này để ra được cái thông báo như thế này. Các bạn thêm một cái ví mới, ấn vào thêm ví ở đây thì nó sẽ hỏi các bạn sẽ phải sao lưu. Đấy, các bước vừa rồi là các bạn chỉ mới cài để cái app của ví thôi, các bạn phải tạo một cái ví ở trên nó. Thì các bạn sẽ ấn vào tích vào cái điều khoản là tôi chịu trách nhiệm về các cái tính bảo mật này, rồi ấn sao lưu cụm từ ghi nhớ để làm gì, để các bạn sẽ có thể khôi phục được cái ví này nếu mà các bạn nhỡ chót quên pass để vào ví. Đấy, các bạn ấn vào sao lưu cụm từ này. Ở đây các bạn nó yêu cầu các bạn nhập lại mã pin vừa các bạn vừa tạo ở trên. Rồi, nó sẽ hiển thị ra cho các bạn là 12 từ để các bạn ấn sao lưu. Cái này thì các bạn có thể chụp ảnh lại, nhưng mà mình khuyến cáo các bạn ghi ra giấy và lưu trữ hoặc là ghi vào một quyển sổ. Các bạn hay ghi chép những cái công việc của các bạn mà cần có tính bảo mật, các bạn ấn cho phép hoặc là tùy các bạn nhé. Khi mà các bạn ấn sao lưu rồi, ở đây các bạn ấn sao lưu rồi này, thì nó sẽ chuyển sang một cái bước tiếp theo là bước kiểm tra sao lưu. Ở đây nó sẽ có bốn thứ tự, ba cái vị trí cần các bạn nhập lại cái từ mà các bạn vừa sao lưu. Vị trí thứ tư, vị trí thứ 10, vị trí thứ 5, các bạn phải chọn chính xác theo cái thứ tự mà cái ví nó vừa tạo ra. Sau khi mà các bạn ấn xong, các bạn ấn xác nhận ở dưới. Nếu mà đúng thì nó sẽ chuyển sang, nó sẽ có thông báo thành công và các bạn quay trở lại màn hình chính và ấn vào cái mục BWB Airdrop này. Đó, các bạn ấn vào và nó sẽ hỏi, nó có một cái thông báo chuyển BWB Airdrop đến cho các bạn ngay lập tức. Đây là giao diện của nó. Rồi, các bạn ấn vào mục nhận airdrop này và các bạn ấn sign to, sign đấy, sign để xác nhận cái ví mà các bạn vừa tạo với lại cái airdrop này. Rồi các bạn lại phải nhập lại cái mã pin, sau đó các bạn nhập cái mã mời. Các bạn hãy ủng hộ kênh Invest TV chúng mình bằng cái mã mời mình để ở dưới phục mục mô tả các bạn nhé. Rồi sau đó các bạn ấn tiếp theo. Đây, các bạn nhập mã mời vào đây. Nhập mã mời vào đây nhá. Mã mời như thế này. Đấy, mã mời. Mình chiếu luôn lên trên các bạn để các bạn nhập. Đấy. Các bạn có thể ủng hộ kênh Invest TV chúng mình để đào cùng chúng mình nhá. Sau khi nhập xong các bạn ấn tiếp theo. Rồi, ở đây nó sẽ có thông báo là bạn nhận được 50 point. Các bạn ấn vào tôi xác nhận mình không phải là người dùng Hoa Kỳ và ấn nhận ngay. Và khi đó thì các bạn sẽ nhận được 50 point về ví của các bạn vừa mới đăng ký. Ok, chúc các bạn thành công.